năm lớp 6 một phương, Tư Mã Thiên đi ở giữa, bên trái là Lý Tư Minh, Lý Tư Kỳ, cùng với Chu Băng Triển ba vị này đều để phòng ngự lấy xưng hồn sư. Bên phải thì là Dung Ngọc Huyền, Mộ Dung Thường cùng với Tiết Vũ Băng. Hai bên đều là riêng phần của mình liên cấp tối cường đội hình. Đoàn chiến bầu không khí của mấy cá nhân chiến, 2 đánh 2 cũng không giống nhau. Liên trong không khí khí tức đều giống như trở lên trên ngừng trọng mà khẩn trương lên. Anh Lạc Hồng đứng ở trung ương, cảm thụ được hai bên không ngừng tăng vọt khí thế, không khỏi một hồi vui mừng. Đây đều chỉ là ngoại viện bồi dưỡng ra được tinh anh học viên. Mặc dù năm lớp 6 không thể nào xuất hiện ra sống lúc trước một cái nào đó đàng hoàng thanh niên như thế biến dị tồn tại, nhưng mà thực lực tổng hợp vẫn là không kém. Tiếp xuống trận này, đem quyết định các người ai có thể đại biểu cho học viện tham dự của mấy phân viện ở giữa luận bàn, phát huy ra các người vốn có thực lực. Mặt khác đều không cần các người lo lắng, ta sẽ trưởng khống tốt trên chiến trường an toàn, anh Lạc Hồng thản nhiên nói. Năng tại sao phải tự mình làm trọng tài, chỉ là muốn tránh cho tình huống thương vong xuất hiện, trưởng khống toàn trường. Hai bên bảy người đồng thời khom mình hành lễ, sau đó chậm rãi lui về phía sau, gạt ra trận hình. Năm thứ tư một bên, Đường Vũ Cách đứng ở trung ương gần ở phía trước vị trí. Tại nàng hai bên, phân biệt là Bạch Tú Tú cùng với Tiền Lỗi, Lưu Phong thì là giấu ở Tiền Lỗi sau lưng, lại đằng sau tọa trấn trung ương rõ ràng là Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ hai phía là Nguyên Đơn Huy Huy cùng với Lam Mộng Cầm, 3-1-3 trận hình. Đối diện Từ Mã Thiên một ngựa ở đi đầu, đứng tại phía trước nhất. Phía sau là tam đại phòng ngự hồn sư, lại đằng sau chỉ là Dung Ngọc Huyền cùng với Mộ Dung Thương cùng với Tiết Vũ Băng. Bọn hắn là một bà tam trận hình, bởi như vậy rõ ràng Tư Mã Tiên đối với thực lực của chính mình là cỡ nào tự tin. Tư Mã Tiên tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú đối diện Đường Vũ Cách, trên người chiến ý kéo dài tăng vọt. Lúc trước mặc dù là giáo viên chủ nhiệm muốn tận lực đi rèn luyện Đường Vũ Cách, vừa vặn làm lớp phó hắn, cho tới nay trong nội tâm mong muốn chiến thắng mục tiêu sao lại không phải là nàng đây. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn một mực tại khắc khổ lỗ lực, chính là vì có thể làm cho mình trưởng lớp này vị trí thực lực thực chí danh quý. Có thể là cho tới bây giờ, hắn cũng không thể nào đi đến năm đó Đường Vũ Cách chỗ đạt tới danh vọng. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn không thể mang cho năm lớp 6 một trận trọng lực cấp thắng lợi. Cái này cũng vẫn luôn luôn là thúc giục lấy từ Mã Tiên trưởng thành động lực. Hắn một mực tại trong liều mạng nỗ lực tăng lên chính mình, không có một khắc dám cảm lười biếng. Chỉ là vì hôm nay cái này một trận chiến, chỉ có đường đường chính chính chiến thắng Đường Vũ Cách, hắn có thể hướng tất cả các bạn học chứng minh rằng chính mình là mạnh nhất. Vì chính mình thông thường hội viên còn đường quét dọn chướng ngại. So với Từ Mã Tiên, Đường một cách liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Nàng tầm mắt bình tĩnh nhìn trước mắt cái này một chút đã từng đồng học, đã từng các đồng hữu. Tại nàng ở sau trong nội tâm này cũng có một cái ý niệm trong đầu. Nên kết thúc thời điểm, sau trận chiến này năm lớp 6 sắp tốt nghiệp, cùng với nàng lại không quan hệ. Chiến thắng bọn hắn chứng minh rằng chính mình lựa chọn ban đầu là chính xác. Tâm vô bàng phụ Đường Vũ Cách, khí chân trên người cũng tại trong lúc vô hình lặng yên phát sinh biến hóa. Chuẩn bị, anh Lạc Hầu âm thanh ở trong nháy mắt đó, lệnh cho ở tất cả mọi người lên tinh thần. Bắt đầu, nương theo lấy ngoại viện viện trưởng hét lớn một tiếng, trận này đem phải quyết ra năm thứ tư cùng với năm lớp 6 chỉ tranh trận chiến cuối cùng là bắt đầu. Tư Mã Thiên ngửa mặt lên trên trời phát ra rít lên một tiếng, thân hình ở trong nháy mắt biến lớn, bành trướng. Cường hãn khí tức điên cuồng bùng nổ, bảy cái hồn hoàn theo dưới chân bay lên, giao thế lấp lánh, sải bước lên hướng về phía của Lam Hiền Vũ bọn hắn bên này lao đến. Sau lưng của hắn, sáu tên đồng đội riêng phần của mình phóng xuất ra võ hồn, một tầng xanh ngọc quang hoàn cấp tốc hướng ra phía bên ngoài khuếch tán, ngọc linh lung lĩnh vừng phạt vì là khuếch tướng. Một đôi huyền vũ thuẫn dựng thẳng lên, màu đen phẳng sáng lấp lánh, hai đại huyền vũ thuẫn hồn sứ phi tốc bắt kịp. Ở bên cạnh bọn họ, có đường kinh mà lòng võ hồn Chu Băng Triển phóng người lên, thân thể tại giữa ở không trung cuộn thành ra một đoàn, bụi gai ngoại phóng lăn lộn theo vào. Thiên thương kiếm, thiên thanh kiếm trôi nổi tại trong Mộ Dung Thương cùng với Tiết Vũ Băng trước người, cấp tốc tiến lên. Năm thứ tư bên này, bảy người cũng là cùng nhau hành động, làm hiện vũ trên thân kim ngân sòng sắc hào quang đồng thời lấp lánh. Một cây kim văn làm ngân thảo trước tiên quấn quanh ở Tiền Lỗ bên hông, ngay sau đó lại là một cây quấn quanh ở Đường Vũ Cách bên hông. Lưu Phong Bạch Tú Tú cũng sống như vậy, bốn cái kim văn làm ngân thảo liên tiếp bốn người. Hai cây ngân văn làm ngân thảo thì là hướng về hai bên vùng ra, phân biệt quấn lên Nguyên Ân Huy Huy cùng với Lam Mộng Cầm, bảy người thất vị nhất thể.
Tư Mã Thiên ở trong mắt chỉ có Đường Vũ Cách, trên người hào quang màu vàng sậm cũng theo đó trở lên trên càng ngày càng dày đặc lên. Nhưng mà vào lúc này, hắn lại phát hiện đối diện có một người thân hình thế mà cũng tại cấp tốc bành trướng biến lớn, rất nhanh liền nhường trong tầm mắt của hắn không thể nào không bị hắn tràn đầy, bởi vì hắn đã lao đến. Đối thủ của người là ta, Tiên Lỗi cười ha ha một tiếng, hoàng kim bị mồng phụ thể lấy hắn, đá ngang thẳng xông tới. Ở trong tay phải của Tiền Lỗi, đem theo nguyên long nơi đó cầm về cho tới lưu tinh trùy ở trên đỉnh đầu vung vẫy, hùng mãnh xông về đối diện. Anh Lạc Hồng lúc này trôi nổi tại chiến trường trên không, quan sát đến hết thảy biến hóa, nhìn xem Tiền Lỗi cái kia hùng hãn dáng vẻ, không khỏi khóe miệng co giật một thoáng. Muốn ta anh Lạc Hồng đã từng ngoại viện đệ nhất hệ khống chế hồn sư, làm sao lại dạy ra đồ đệ như vậy? Lúc trước nàng nhìn chúng Tiểu Lỗi, chủ yếu là nhìn chúng Tiểu Lỗi tinh thần lực lượng cùng với hắn cái kia triệu hoán chi môn kỳ sĩ, chuẩn bị khiến cho hắn hướng triệu hoán cái phương hướng này thật tốt phát triển. Nhưng mà ai biết cái này tiểu mập mạp hết sức sắp biến thành người mập mạp lại biến thành tráng hán, giống như là cấp 3 nhảy. Thanh hệ cường công chín hồn sư vẫn là cùng loại với thuẫn lực lượng hệ cường công chín hồn sư, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi kế hoạch của nàng phạm vi. Trên đài hội nghị, thụ lão cười híp mắt tự nhủ: không tệ không tệ, ta liền cảm thấy lúc trước dùng ta một giọt bản nguyên tinh hoa cứu sống tiểu tử này không tầm thường, hiện tại xem ra quả nhiên là rất không bình thường, ha ha ha. Uông Thiên Vũ coi như không nghe thấy, cái đó đều cùng với ngài có quan hệ, được rồi. Tư Mã Thiên nhìn thoáng qua thân hình bành trướng đến cũng không so với chính mình nhỏ bao nhiêu đối thủ, ánh mắt kiên định không có chút nào chịu ảnh hưởng. Ngũ hoàn, một cái ngũ hoàn mong muốn ngăn trở chính mình bước chân tiến tới. Trên thân hào quang màu vàng sậm đại phóng, toàn thân hào quang lóe lên, ở trong nháy mắt vọt tới trước, hướng Tiền Lỗi đánh tới. Hắn muốn một thoáng đem tiền trồng chất này đụng bay ra ngoài. Mục tiêu vẫn như cũ là Đường Vô Cách. Đúng vào lúc này, một vòng quầng sáng màu vàng óng không biết lúc nào đột nhiên theo năm thứ tư mọi người dưới chân bên trong lan tràn ra. Tại cái kia quần sáng màu vàng óng bên trong có phức tạp hoa văn, giống như là có một đầu to lớn kim long ở trong đó gương nành múa vuốt. Tiền Lỗi trên người khí tức một thoáng lý liền trở lên trên, bắt đầu cuồng bạo, bạo hống một tiếng, nguyên long lưu tinh trùy liền đạp xuống. Âm một tiếng, Tư Mã Tiên nương tựa theo lực lượng cường hãn cùng với thân thể, một thoáng liền đem nguyên long lưu tinh trùy đụng bay lên. Nhưng cái này lực lượng khổng lồ cũng làm cho hắn hồn kỹ chậm chạp một cái trước mắt, mới đụng phải Tiền Lỗi thân thể hùng trắng, giống như là hai ngọn núi cao đụng vào nhau, bộc phát ra nổ thật to. Tiền Lỗi bị đụng hướng về sau ngã xuống mấy bước, đặt mông ngồi ngay sau đó. Nhưng Tư Mã Tiên trên thân cũng bị hắn cự trảo lưu lại 6 đạo vết thương, khi thế lao tới trương két một tiếng dừng lại. Dừng tại đội ngũ phía sau làm hình vũ khóe môi vảnh lên: lĩnh vực sao, ta cũng có. Cái kia quầng sáng màu vàng óng đúng là hắn tấn thăng ra tứ hoàn về sau, kim văn làm ngân thảo bị thêm vào hồn kỹ, lĩnh vực hồn kỹ kim long cuồng bạo lĩnh vực. Tại kim long cuồng bạo lĩnh vực tác dụng phía dưới, hết thảy đồng đội đều sẽ huyết mạch sôi trào, bộc phát ra siêu cường công thủ năng lực, chiến đấu dục vọng tăng vọt, tâm kinh kích động, còn có được loài dòng huyết mạch hồn sư, lấy được tăng phúc hiệu quả sẽ tăng gấp đôi. Lúc trước tại đối mặt với thiên thường kiếm cùng với thiên thánh kiếm, nếu như là mình vũ dùng ra lĩnh vực này, hắn cùng với Bạch Tù Tù sẽ rất khó nhận cảm xúc ảnh hưởng tới, nhưng hắn không có phóng thích ra, chính là vì chờ đoàn chiến thời điểm lại dùng. Tại kim văn làm ngân thảo tăng thêm vào kim long cuồng bạo lĩnh vực tăng phúc ở phía dưới. Cứ việc tu vi của Tiền Lỗi cùng với Tư Mã Tiên có song hoàn khoảng cách, nhưng trên lực lượng lại đúng là liều mạng 7-8 phần. Hoàng kim bỉ mông cuối cùng vẫn là muốn mạnh hơn ám kim khô lô vương. Tư Mã Tiên không có dừng lại, hết mình dùng kim cạ trong Tiền Lỗi lực lượng. Nhưng hắn làm đoàn đội thủ tịch, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bối rối. Tay phải chiến phủ đột nhiên nâng lên, ngang tàng hướng về phía trước trở về. Hình quan hào quang màu vàng sậm lập tức là bao trùm to lớn khu vực, liền là muốn quần khống làm hiền vũ mọi người. Tại dưới chân của hắn, xanh ngọc hào quang đã lan tràn tới. Đúng vào lúc này, một tiếng thương mang đàn âm thanh vang lên. Một đao hào quang màu bích lục lặng yên không một tiếng động hướng ra phía bên ngoài khuếch trương, thậm chí đem kim long cuồng bạo lĩnh vực đều nhuộm đẫm ra một tầng bích sắc. Làm cái kia hào quang màu bích lục kia cùng với xanh ngọc lĩnh vực hào quang tiếp xúc nháy mắt, cái kia xanh ngọc giống như là băng tuyết tan rã, cấp tốc tan biến lấy. Cái này, điều đó không có khả năng.
Dung Ngọc Huyền lúc này kinh hãi âm thanh vang lên. Đúng vậy, hắn Ngọc Linh Lung lĩnh vực bị xua tan đi. Một đôi màu xanh biếc cánh tay Lam Mộng Cầm sau lưng bày ra, nhẹ nhàng vỗ, nàng liền đã đằng làm xa giữa không trung. Sau cái vầng sáng màu xanh lục tại trong nàng kích thích ra xây đàn quá trình bên trong, đồng thời rơi vào 6 vị đồng đội bên trên thân. Lúc trước bởi vì chiến đấu tiêu hao mà bị suy yếu khí tức, trong nháy mắt bay vụt. Cùng với lúc đó, nhu hòa tiếng đàn kéo dài vang vọng, khiến cho trên bầu trời phảng phất đều trở lên trên một mảnh sinh cơ bừng bừng. Mộ Dung Thường, Thiết Vũ Băng đồng thời run sợ, bọn hắn mong muốn điều động ra bi hỉ song kiếm dẫn dắt ra đối thủ cảm xúc. Đầu tiên chính mình là muốn có tâm tình chập chờn, có thể giờ này khắc này, bọn hắn lại phát hiện ra rằng mình tâm tình một mảnh ôn hòa, căn bản là không có cách nào có cảm xúc bên trên biến hóa.